có một điều mà tôi cần phải kiểm chứng liền trong video ngày hôm nay. Mấy ông có biết đây là gì không? Nếu mà biết thì phải comment liền nha. Còn nếu như chưa biết thì video này chắc chắn là dành cho mấy ông. Trong video lần này tôi sẽ chỉ với mấy ông phân biệt cũng như là nhận biết tất cả các dòng tai nghe không dây AirPods từ Apple. Ok, không nói nhiều nữa, intro. Minh Tuấn Mobile, đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam. Câu hỏi đầu tiên cần phải giải đáp đó chính là AirPods hiện tại có bao nhiêu dòng? Nếu như mà thông thường mấy ông chỉ phân biệt dòng Pro và dòng thường thôi thì đó là một thiếu sót nha. Tổng cộng là có 4 dòng AirPods tất cả, lần lượt là AirPods 2 nè, AirPods 3, AirPods Pro 2 và AirPods Max. Còn về thiết kế thì sẽ khác nhau để phân biệt, nhưng mà cũng có nhiều người dễ nhầm lẫn đó. AirPods 2 sẽ có một cái phần case hình chữ nhật dạng đứng, thon gọn, cái này basic chắc ai cũng từng thấy qua rồi ha. Tiếp theo là AirPods 3 nè, có dáng case hình chữ nhật nhưng mà nằm ngang nó sẽ bầu bỉnh hơn. Phần tai nghe cũng được thay đổi, không còn dài như AirPods 2 nữa mà sẽ nhỏ nhắn hơn. Điểm nhấn là không có mút tai. Dòng thứ 3 đó chính là AirPods Pro 2. Em này cũng là case hình chữ nhật nhưng mà nó sẽ dài hơn AirPods 3 và nặng 56.1g, nặng hơn AirPods 3 một chút xíu. AirPods 3 thì nặng tầm 37.9 á. Điểm phân biệt rõ ràng hơn hết là phần tai nghe của AirPods Pro 2 có mút tai chống ồn như thế này. Bây giờ mấy ông đã thấy được cái sự khác biệt to lớn những đời AirPods chưa? Còn về AirPods Max là dễ phân biệt nhất luôn, có điểm nhấn từ tên cho tới ngoại hình luôn nha. Vì em này không đơn giản là tai nghe không dây mà còn là một cái dạng headphone chụp tai, cho nên là cái sự khác biệt rõ ràng nhất trong bốn dòng. Nếu như mà hỏi tôi Pro 2 với Pro 1 khác nhau chỗ nào thì tôi sẽ mạnh dạn nói luôn. Pro 2 có xuyên âm chống ồn, chất âm thì nghe xịn sò hơn Pro 1 rất là nhiều. Thậm chí hiện tại ở bản cập nhật iOS 17 đã có thêm tính năng thích ứng cho tai nghe nữa, cho nên là Pro 2 chắc chắn ngon hơn. Tính năng thích ứng giúp nhận biết khi mà có cuộc gọi tới hoặc là tiếng nói chuyện, từ đó điều chỉnh âm thanh trong tai nghe cho hợp lý hơn. Ngoài ra thì có thêm một cái vài điểm cải tiến khác như là kháng nước, kháng bụi, kháng mồ hôi, IP54. Phần case cũng sẽ được cải tiến và hiện đại hơn khi mà case có khả năng tương thích với MagSafe, có loa nè và có chỗ để sỏi dây tiện lợi nữa. Còn đối với AirPods Pro 2, cổng Lightning và cổng USB-C có sự khác biệt đầu tiên là ở cổng sạc. Không chỉ vậy nha, AirPods Pro 2 được trang bị thêm cả lossless khi mà nghe nhạc, kết nối cùng với kính thực tế ảo Apple Vision Pro. Và theo thông tin từ Apple thì chất âm của AirPods Pro 2 USB-C sẽ nhỉnh hơn chút xíu so với AirPods Pro 2 cổng Lightning, cũng như là sẽ bền bỉ hơn. Nếu như có câu hỏi tôi sẽ trực tiếp trải nghiệm, sau đó sẽ nói với mấy ông nha. Rồi, mấy ông thấy sao về video lần này? Có còn lăn tăn hay thắc mắc gì về cái dòng AirPods hay không thì đừng quên comment cho biết. Bên cạnh đó nhớ like, share, subscribe cho Minh Tuấn Mobile. Tôi là Yud. Bye bye.